Người đại diện trao giải cho nam diễn viên xuất sắc nhất trong năm nay là một nữ nghệ sĩ vô cùng khả ố, ý là khả ái. Cô đã từng đạt rất nhiều danh hiệu. Thí dụ như cô từng đạt danh hiệu là nữ diễn viên nhiều chuyện nhất của năm 2002, danh hiệu nữ diễn viên thay quần áo nhiều nhất và lẻ nhất của năm 2004, và gần đây nhất cô được ngân hàng Hoa Kỳ đã tặng cho cô một giải danh dự, đó là giải nữ diễn viên cà thẻ nhiều nhất của năm nay. Và sau đây xin quý vị dành một tràng pháo tay thiệt lớn để chào đón nữ nghệ sĩ Mộng Mơ. I love you too. Ông Mộng Mơ xin kính chào quý vị khán giả. Mộng Mơ hồi hộp quá. Thưa quý vị, ở nước Mỹ đó có một cái giải điện ảnh nổi tiếng nhất, đó là giải Oscar. Còn Việt Nam ta cũng có một cái giải rất quan trọng, đó là giải điện ảnh Óc Cá. Vâng. Kính thưa quý vị, hôm nay thì đứng ở trên cái bục như thế này thì Mộng Mơ run lắm ạ, hồi hộp lắm ạ. Bởi vì vinh dự lắm mới được đứng ở đây đấy ạ. Và bây giờ dưới gần 5.000 người trong khán phòng cùng với lại 3 tỷ người trên thế giới đang cùng theo dõi trực tiếp truyền hình ạ. Thì bây giờ Mộng Mơ xin tất cả quý vị quên đi tất cả những khó khăn bận rộn ở ngoài đời để mà cùng theo dõi chương trình hôm nay, bởi vì chương trình hôm nay rất là lý thú ạ. Kính thưa quý vị, nói về cái vấn đề những cuộc sống khó khăn thì Mộng Mơ có một cái ý như thế này nè, là chúng ta nên làm đơn giản cuộc sống khó khăn bây giờ. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đang ăn mặc đẹp đẽ ngồi trong khán phòng như thế này, nếu như mà quý vị không ngồi trong khán phòng thì quý vị ngồi ở đâu? Bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi tối, là bây giờ quý vị đang ở nhà nhá. Nhất là chúng ta mà có con em nên mình là phụ huynh thì bây giờ 8 giờ tối là cái giờ hò hét con cái phải làm bài, phải làm toán, phải học hành thế này thế kia. Nhưng tại sao chúng ta phải hò hét các cháu? Bởi vì người xưa có câu: học hành như cá kho tiêu, kho nhiều thì mặn, học nhiều thì ngu. Đâm ra là không cần gì đều phải nhắc nhở các cháu. Vâng. Rồi lại còn thêm nữa, nếu như quý vị không ngồi ở đây, bây giờ quý vị ngồi ở đâu? Ở nhà. Giờ này 8 giờ coi như là giờ ăn tối. Ăn tối thì coi như là các chị bày cơm ra. Các ông chồng không chịu ăn cơm lại cứ uống rượu, lại cằn nhằn: tại sao anh không ăn cơm, uống rượu làm gì? Nhưng mà các chị đừng có cằn nhằn, bởi vì người xưa cũng có câu ạ: rượu làm từ gạo mà ra, anh mà uống rượu cũng là ăn cơm. Vâng. Mộng Mơ cảm ơn ạ. Và cái điều quan trọng nhất bây giờ nè, tuy là chúng ta ngồi ở trong cái show như thế này, nhưng mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ không biết là trả bill chưa. Nếu mà cà thẻ, nhất là kinh nghiệm cà thẻ nhiều nhất như là Mộng Mơ đây, thì cà thẻ nhiều quá mà nợ nhiều quá thì phải làm sao? Thưa quý vị, nếu chúng ta nợ nần nhiều quá mà có nợ cao mà không thể trả được thì chúng ta xù. Vâng. Bởi vì đây có anh nào cười to quá chắc là xù nhiều lắm ạ. Vâng. Bởi vì người xưa lại cũng có câu: người đi vay là người dại, mà kẻ trả lại là kẻ điên. Đúng không ạ? Điên thì chúng ta trả nợ, đúng không ạ? Vâng, coi như là Mộng Mơ chỉ có một vài cái chuyện nhỏ nhỏ thế thôi. Nói nhiều quá lại đuổi vào thì bỏ bố đấy ạ. Chúng ta bây giờ Mộng Mơ bắt đầu vào chương trình. Và bây giờ kính mời quý vị hướng về màn ảnh để xem danh sách đề cử những nam diễn viên xuất sắc nhất trong năm nay. Danh sách các nam tài tử được đề cử trong năm nay. Nam tài tử Tuấn Vũ, diễn viên chính trong bộ phim hài hước Không Đánh Răng Vẫn Sống. Nam tài tử Nam Lộc, diễn viên chính trong bộ phim Tóc Mây Sợ Dắn Sợ Dài. Nam tài tử Trúc Hồ, diễn viên chính trong bộ phim kinh dị Giọng Nói Giết Người. Nam tài tử Lâm Nhật Tiến, diễn viên chính trong bộ phim hình sự Giờ Này Anh Ở Đâu. Nam tài tử Quang Minh, diễn viên chính trong bộ phim tình cảm xã hội Ước Ác Người Đàn Ông Cô Đơn Vì Ham Hố. Vâng, và bây giờ thì trong tay Mộng Mơ đang có tên của nam diễn viên được giải xuất sắc nhất ạ. Và bây giờ xin Mộng Mơ xin mở ra.
không biết ai năm nay đây, không biết già trẻ lớn bé thế nào. Rồi, có rồi, có rồi, vâng. Và bây giờ Mộng Mơ xin tuyên bố ạ, giải nam diễn viên xuất sắc nhất trong năm nay là bác sĩ thẩm mỹ Nguyễn Tý, chuyên nâng chân mày, nâng cằm, nâng ngực qua mông không. Ủa sao lại thế này, ủa sao lại không có trong danh sách lại? À, không, Mộng Mơ xin lỗi ạ. Cái này là nhà tài trợ cho chương trình Óc Cá mà bởi vì nhà tài trợ đề nghị là in to quá, đâm ra là Mộng Mơ đọc lộn chứ không phải ạ. Vâng, đây là nhà tài trợ, vâng. Bây giờ dạ Mộng Mơ xin đọc lại ạ. Vâng, nam diễn viên xuất sắc nhất trong năm nay là nam tài tử Quang Minh trong bộ phim Người đàn ông cô đơn vì ham hố. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Ham hố ạ, à. Toàn ôi phụ nữ thôi. Dạ, người đàn ông cô đơn vì ham hố. Thân ái kính chào quý vị khán thính giả. Thú thiệt với quý vị là tôi nhận được cái giải này, tôi xúc động lắm. À, vâng, vâng, đúng rồi, một giải danh. Tôi xúc động quá. Xúc quá cho ông cái. Vâng, người đàn ông xúc động, vâng, vâng. Dạ. À, tôi xin xúc nữa. Hiểu quá, vâng, xúc động quá, vâng, vâng. Thôi trừ hao một cái đi. À thôi được rồi. Cái này là người đàn ông ham hố rồi đấy anh ạ. Dạ, dạ, dạ không. Thôi được rồi. Xin lỗi chị. Dạ. Và cũng xin lỗi quý vị khán thính giả. Tại vì tôi có một thói quen từ nhỏ, mỗi lần khi tôi xúc động là tôi phải tìm một người phụ nữ tôi ôm. Mà người phụ nữ nó không ai xa lạ, đó là má tôi. Chị giống quá. Giống người đàn bà của tôi lắm, giống quá. Vâng, cảm ơn, cảm ơn anh đã coi tôi là mẹ anh. Vâng, thôi bây giờ chúng ta bắt đầu trao giải nhá, tại vì chúng ta không có thời giờ nhiều, vâng. Dạ thưa, bây giờ mời ban tổ chức mang tượng vàng ra để trao giải. Trời ơi, cái tượng có chút xíu vậy, ba người thanh niên khi chút xíu vậy muốn hết xíu quách à. Làm những cái tượng nặng lắm vậy. Thiệt tình. Cái gì thế? Sao nặng vậy? Đợi. Tượng nhỏ xíu mà anh làm cái gì mà kinh thế, có cái gì đâu. Trời ơi chị ơi. Cái gì? Cái tượng y như thiệt vậy đó. Ờ vậy à? Ai đúc hay quá vậy trời. Bây giờ người ta tân tiến lắm. Cái tượng quá đẹp luôn. Trời ơi chị ơi. Cái gì? Cái tượng mà sức mùi Chanel nữa. Không, Chanel là tôi, tượng đâu mà sức mùi Chanel. Ủa vậy hả? Ừ, bây giờ anh ra có vài lời với khán giả vì chúng ta không có nhiều thời giờ anh ạ. Tôi mừng quá. Cho tôi ra phát biểu vài lời nha. Vâng, anh cứ nói vậy. Nói dở lắm. Nhưng mà thật ngắn gọn. Ngắn gọn. Chúng ta không còn thời giờ, ban tổ chức đang nháy. Dạ thôi thì tôi xin phép cảm ơn và cảm ơn anh đạo diễn David Tèo. Anh ngồi dưới kia. Và cũng xin cảm ơn nhà quay phim Philip Tèo đang ngồi dưới nữa. Và cũng xin cảm ơn tác giả Quẩn Trí. Ủa mới ngồi dưới đó mất tiêu rồi. Hàng đầu mất tiêu rồi. Chắc đi toilet rồi. Hả? Chắc toilet. Trời, đang phát giải đi toilet rồi. Dạ thì thôi, tôi cảm ơn các anh rất nhiều đã cho tôi giải ngày hôm nay. Và đặc biệt nhất tôi xin cảm ơn nhà sản xuất anh Trần Liều. Và cũng cảm ơn anh. Vì vậy tôi nghĩ là cái tượng vàng này á, không phải là chỉ riêng tôi mà là của chung các anh. Cho nên buổi tiệc tối hôm nay tôi sẽ giao cái này cho các anh, mỗi người giữ một tiếng. Muốn làm gì thì làm, miễn được xích vẽ gì thôi. Và sau đó trả lại cho tôi. Ủa sao là chị? Em đâu biết, em thấy anh nắm tay em ra em tưởng đêm nay em được hiến thân mình cho nghệ thuật chứ. Không phải. Không có à? Tôi giao thì giao có tượng vàng. À tượng vàng à? Ừ. Anh ơi em còn đẹp hơn tượng anh coi này, thấy chưa, đó còn đẹp hơn. Và cũng nhân dịp này tôi cũng xin cảm ơn ba tôi, cảm ơn má tôi, cảm ơn dì ghẻ tôi, cảm ơn dì ghẻ tôi,
Cảm ơn ông tôi, cảm ơn ông ngoại tôi, cảm ơn bà ngoại tôi, và cũng cảm ơn chú của con bác tôi và cháu của thím tôi. Nói tóm lại là dòng họ ba đời. À, phải chào hết vậy đó. À, vâng, vâng, rồi. Và cũng nhân tiện này tôi cũng xin cảm ơn bốn con mèo, hai con chó và con chim với con quạ. Vì sao nhà anh cứ toàn nuôi chim với quạ không là thế nào? Bởi vậy chị đàn bà gái chị không hiểu đâu. Sao? Tôi nói cái này mấy ông chắc hiểu á. Tôi nói quý vị nghe, tôi khóa chơi chim lắm. Và cũng nhân dịp này tôi xin cảm ơn các anh chị xã hội đen. Hả? Vì những bài học này cho tôi đầy kinh nghiệm để hỗ trợ cho những vai diễn sắp tới của tôi là những phim hình sự gây cấn ướt át. Bộ phim sắp sửa quay của tôi là phim Quần Ai Treo Trước Ngõ. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Dạ. Anh xong rồi đúng không? Xong rồi. Nhưng mà tôi thấy thế này này, nãy giờ anh cảm ơn trên trời dưới đất ngang dọc tất cả mọi thứ, nhưng mà có một phần quan trọng mà anh chưa cảm ơn. Là ai? Khán giả. Trời ơi, người ta nói khán giả với nghệ sĩ như là nước với là cá vậy đó. Khán giả là nước, còn nghệ sĩ là cá. Nước mà không có cá, nước vẫn là nước, vẫn lững lờ trôi. Còn cá mà không có nước, cá bỏ bố cá đấy. Đúng không quý vị? Dạ. Thú thiệt có lỗi với khán giả quá. Đúng, khán giả là nước và nghệ sĩ là cá. Vậy thì bây giờ cá xin cảm ơn nước. Và nếu như mà nước có thương cá thì thương cho trót. Nước nhớ đừng ủng hộ băng giả nữa. Và cứ ủng hộ hoài thì cá sẽ chết. Tại lúc này cá đang ngáp ngáp. Và một lần nữa chứ. Chị vừa phải nha. Cái gì? 7-8 cái camera đang quay tôi. Chị không cho thì nói nhỏ nhẹ, chị làm gì xô tôi? Ê, tôi xô anh hồi nào? Chị mới xô tôi vừa rồi, chú ý nè. Trời ơi, có mọi người làm chứng tôi đứng xa lên vậy, làm tôi xô anh cái gì? Tôi chị nói vừa, nghe là tôi chỉ phải... bực mình anh thôi. Tôi chỉ mình tại sao anh mà nói dai quá. Bao nhiêu người ngồi đây rồi, bao nhiêu người coi trực tiếp truyền hình. Anh nói dai quá lên. Gì vậy? Này. Gì? Anh nghệ sĩ Quang Minh. Sao vậy? Anh đừng tưởng anh nổi tiếng là anh muốn sàm sỡ và anh sàm sỡ nhé. Trời ơi, tôi sàm sỡ gì? Anh vừa sờ mông tôi phải không? Trời ơi. Mọi người tự nhiên mời tôi lên đây rất là kín đáo. Tôi biết chị rồi. Chị nói là vừa nhưng phải mà rồi. Anh cũng vừa phải thôi thì anh đánh quá luôn. Tôi có lộn đâu ông trời. Cái gì vậy? Không lẽ cái tưởng này. Phải không? Tưởng bằng đồng mà làm sao quýnh được. Cái gì? Tôi thấy hình như có vấn đề. Vấn đề gì? Anh ơi, sao lại dựa? Chết rồi, có gì không? Có ai nhập vào không? Đây. Được rồi. Trời ơi, không lẽ giải này giải ốc cá chữ thành giải ốc trâu? 1, 2, 3. Ê, trời ơi, nó di chuyển. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, trời ơi, không ngờ. Cái tự là y như thiệt luôn vậy đó. 1, 2, 3 mà cái gì? 1, 2, 3 mà cái gì? Trời ơi, tiện giống thiệt, giống như người máy chị ơi. Sao? Để tôi cái thiệt không nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cái tượng mà cái miệng nó giật rồi chào hỏi trời. Trời ơi, ủa người à. Trời ơi, sao vậy? Em mới sao tượng vàng đâu em đứng đây. Dạ thưa chị, tại ban tổ chức làm bể cái tượng thiệt. Trời ơi, sợ làm hư chương trình nhờ em đứng thế làm cái tượng giả. Trời, nói em đứng một phút thôi ai ngờ đó anh này nói dai vậy. Thôi em mệt quá à. Chị tặng anh thêm một cái giải nữa đi. Giải gì em? Nam diễn viên nói dai, nói dài, nói dở. Trời ơi, em đi vô. Thấy chưa? Ôi. Anh thấy chưa? Khoan, em đi đâu vậy em? Thôi vô ra chào, xin lỗi em nha. Đầu quá. Thiệt quý vị, em làm họa sĩ vẽ cái gì em cũng không sợ hết. Phong cảnh không sợ nè, tĩnh vật càng không sợ nữa. Mà sợ nhất vẽ một thứ thôi, chân dung phụ nữ. Trời ơi, sao quý vị cười. Chân dung phụ nữ thời nay nó mới ghê.
Tại phụ nữ thời nay cái nào thiệt cái nào giả khó phân biệt quá. Đúng không mấy anh? Bởi vì cái kìm cảm hứng tôi vẽ hoài vẽ không được, mấy ngày hôm nay vẽ hoài vẽ không ra. Rồi có hứng rồi. Chị, mặt chị có duyên quá, xin lỗi, chị làm người mẫu tôi vẽ chút xíu nha. Ok, chị ngồi yên tôi vẽ chút xíu rồi chị. Chị cười hơi hơi, đã cười quá thấy miệng rộng lắm. Dạ, dạ. Đừng cười hơi 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 đó. Chúng lại, từ từ xíu rồi chị. Cái gì vậy em? Dạ. Gì vậy Hương Giang? Hương Giang xin chào anh họa sĩ. Trời đất ơi em ơi, sao em vô nhà không họ bấm chuông? Em nói nghe nè, em thấy anh về em sợ nhấn chuông làm anh giật mình. Giật mình không thấy thấy là mất hứng à. Trời ơi, anh đang có hứng gặp em nó mất hứng luôn à. Trời sủa cả anh thang anh mất hứng bây giờ anh có hứng chưa? Hứng gì em xuất hiện làm sao anh có hứng, anh đang có người mẫu anh vẽ nè. Anh vẽ chi rửa? Chân dung phụ nữ. Chân dung phụ nữ cho em coi. Được không? Ủa anh ơi. Gì? Chân dung phụ nữ mà em sao thấy như là cái dĩa trái cây rồi anh? Gì? Gì dĩa trái cây? Thấy là dưa hấu hay là bưởi đó. Bưởi? Trời ơi, vậy chân dung phụ nữ dưa hấu với bưởi? Rõ ràng. Không, mới đầu anh phát quạ vậy thôi. Anh bóp từ từ nó nhỏ à. À rửa à? Để tao coi. Gì nữa? Anh họa sĩ ơi. Cái gì? Anh làm Hương Giang giật mình quá. Anh vẽ chắc anh có bản không? Không bán lấy gì sống. Trời ơi, rửa mà anh bạn mà anh vẽ chứ con quỷ rồi ai mà dám treo anh. Bỉ. Em nhìn kỹ lên giùm anh, có phụ nữ đàng hoàng á. Mới đầu em tưởng là phụ nữ anh ơi. Nhưng mà đằng sau hình dạng người phụ nữ đó anh thấy không, nguyên một cái bóng con quỷ lưỡi đỏ lòm đang nhé ra như muốn cào cẩu ai kìa ghê. Vậy là em nhìn ra cái chủ đề bức tranh của anh rồi. Chủ đề gì? Bức tranh này là mang tên là thiên thần và ác quỷ. Là chi anh? Bình thường mấy bà đẹp như thiên thần vậy đó, cái ghen lên giữ với con quỷ. Anh nghe chuyên môn nói xấu phụ nữ nghe thì sao nói xấu? Nhưng mà em nói anh nghe, ai mà điên mà ngồi để anh vẽ nguyên một con quỷ rửa? Ai mà điên mà làm mẫu cho anh ngồi anh vẽ thành con quỷ rửa? Ai? Em quên rồi hả? Ai? Em chứ ai? Trời, nguyên hơn tuần rồi em qua ngồi nguyên ngày, ngồi anh vẽ nguyên ngày em á. Rửa là anh vẽ em à? Ờ. Anh vẽ em ra nguyên một con quỷ à? Trời, anh. Gì nữa? Em bắt đền anh nghe. Sao bắt đền? Anh vẽ em thành con quỷ. Bây giờ hôm nay em muốn cái gì anh phải chiều nghe. Rồi muốn cái gì lẹ đi rồi về cho làm việc. Hôm muốn nay nghe anh phải làm người mẫu cho em vẽ. Ủa hôm nay em làm gì tự nhiên làm người mẫu? Trời em đang cần vẽ một cơ thể một người đàn ông anh biết không? Đó mà nhà em toàn đàn bà gái không nè, mà em nè, chị em nè, em cũng biết ra sao hết, cho nên bây giờ hôm nay anh gì làm người mẫu cho em vẽ. Lẹ lên đi anh. Rồi rồi đi về làm việc nha. Rồi em vẽ đây được không anh? Em bỏ cái đi xuống vẽ. Lẹ đi. Anh ơi, đứng lên cho rõ ràng, đứng lên. Đứng lên không? Rồi. Vẽ đi. Bỏ tay xuống. Anh. Gì? Điều này quan trọng nhất. Cởi đồ ra. Vậy? Gì cởi đồ? Em nói nghe, cái việc học của em là vẽ cơ thể học người đàn ông. Anh mặc đồ em cũng có tưởng ra được anh ơi. Trời ơi, em tưởng tượng đi, cái kỳ tự nhiên kỳ biến cởi đồ à. Cởi ra giùm em đi anh. Thôi. Cởi áo trước rồi cởi quần sau. Mày. Cái nhỏ này đang sao vậy trời? Anh nói thiệt với em nha, cách đây 20 năm á, em không cần kêu anh cởi, anh cũng cởi nữa. Hồi xưa một thanh niên cởi ra nó có 6 cục. Bây giờ cởi ra nó còn có 1 cục ai coi. Cái đó em biết anh ơi. Nhưng mà em nói nghe đừng có lo, yên tâm đi, em hứa nghe, anh mà cởi đồ ra, em không có ỏi đâu. Đồ hay chưa? Đi mà cởi giùm em đi. Em vẽ anh tuần sau em nộp bài anh ơi. Thôi. Em lại anh mà. Gì? Gì? Anh giúp em đi, vì bài học của em mà. Anh mà giúp em nghe, em sẽ tặng anh một cái này quý giá vô cùng. Đang cái gì? Này ha, anh là anh có hưởng liền. Đấy, chờ một xíu nha. Em nói anh nghe nè, em chôn của má em đó, mà em quỷ lắm á. Gì vậy? Một băng nhạc. Băng nhạc hả? Mà những cái bài trong đấy nè. Sao? Coi như là người ta nghe là tất cả mọi người đều chết mê, chết mệt. Gì? Em mê của băng nhạc lắm hả? Không phải. Vậy em ơi? Bà ngoài em. Tự nhiên có bà ngoại em đưa cho anh nghe. Không phải bà ngoại em đâu nghe, mà em cũng mê, mà chị hai em cũng mê nữa. Chị hai em nói ha, mỗi lần mà nghe cái bài ní nè, những bài hát trong đây nè, trời ơi, coi như cái óc tưởng tượng mình nó đi xa ngàn dặm anh ơi. Mình cảm hứng dâng trào anh ơi. Mỗi khi nghe những bài nhạc này, mình thấy toàn những loài hoa, hoa sim, hoa ti gôn, hoa thiên lý, hoa trắng. Mình thấy những chuyện tình vô cùng đẹp, chuyện tình trướng chí mỹ nương, chuyện tình lang và điệp. Anh thấy người thợ săn, anh thấy đàn chim nhỏ, anh thấy hình dáng những người con gái rất đẹp. Gì? Nghe này thấy con gái hả? Thấy nhiều lắm. Thôi quá đáng rồi, có thấy không? Anh không tin không? Nhà anh có máy không? Em cho anh nghe liền. Nghe thử coi. Đây.
Mấy ngày nay em tìm cảm hứng hoài không có, bây giờ anh cần có cái để có cảm hứng mà. Rồi rồi. Được chưa? Rồi rồi anh. Rồi. Mở lên. Rồi. Tưởng tượng ra chưa? Thấy gì đâu? Sắp rồi hả? Sắp thì cái vườn mà bệt quá. Tắt đi. Thấy chưa? Có rồi, có rồi. Có con gái đó phải. Tự nhiên nghe cái bài này anh tưởng tượng có một người con gái em ơi mặc áo dài màu tím. Áo dài màu tím. Đi giữa cái đường mòn rồi đó. Đường con gái này tóc dài phân nửa để ra đằng trước rồi nè. Để ra đằng trước. Mặt trái xoan. Mặt trái xoan. Cặp mắt tròn. Đôi cặp... môi chúng chiếm. Anh thực thực ai mà em thấy quen lắm anh ơi. Quen không? Ai rửa? Như Quỳnh. Trời ơi nghe bài này ai không biết Như Quỳnh hát. Đó đó. Tưởng tượng ra một cô gái quá đẹp đúng chưa? Được chưa? Được. Cho anh mượn nha, Mượn nha. Ok. Gì? Cởi đồ ra đi anh rồi em cho mượn. Nữa cũng quên cởi đồ hoài vậy. Em về anh ơi, trời ơi tuần sau em nộp bài rồi anh ơi. Thôi. Cởi ra đi anh. Hay là anh về đi. Bây giờ em cứ về nhà. Em cứ nằm ngủ đàng hoàng. Tối nay anh đem một người đàn ông không mặc gì hết đem qua cho em liền. Cho mượn anh nói rửa mã đánh em chết. Không phải, anh làm xong cuộc chuyện xong, anh vẽ một người đàn ông, cơ thể một người đàn ông đem qua cho em. Anh hiểu chưa? Bây giờ em về em chỉ cần nằm dài để em ngủ. Đêm nay còn một người đàn ông nằm cạnh em không mặc đồ gì hết. Anh giúp giùm em nghe. Lẹ đi. Anh dễ thương quá, tặng anh nè. Bảy bà, tôi dưng tao không vui gì kỳ cục vậy. Gì rồi anh? Sao tự nhiên không mắc cỡ chết luôn em ơi. Sao kỳ nữa ha? Mình con gái, mình hôn con trai, mình không sao hết. Mà thằng cha đi làm gì mặc đỏ trẻ ra. Kỳ nữa ta. Tôi dưng không có kỳ quá. Em tặng anh mà thôi em về nha. Em về nha. Em cứ về đi. Nhớ về chính xác cho em. Được rồi. Em biên trí. Cái gì đàn ông con trai anh rành lắm, yên chí đi. Anh ơi. Tiên Chí, gì? Anh vừa nói chi đó? Cái gì chứ đàn ông con trai anh rành lắm, đàn bà không rành mà ông con trai rành lắm. Rồi là anh tự thủ rồi nghe. Anh nói đàn ông anh rành lắm là anh tự thủ rồi nghe. Tự em thủ gì? Nghe. Trong băng nhạc này có một cái bài rất hợp với tâm trạng của anh. Bài gì? Mà em nghĩ đây cũng là tâm trạng của tác giả. Ủa, là tâm trạng gì? Cái bài mà chúng mình cùng chung đời lĩnh mà yêu nhau khác chi nhân tình. Ủa, em đúng. Nghĩ đây là tâm sự kín đáo của tác giả và của anh luôn đó. Ủa tâm sự gì kín đáo? Bỗng. Gì? Tại vì nó bỗng à? Anh không thấy sao? Bậy. Cùng chung đời lĩnh lĩnh là toàn đàn ông con trai không yêu nhau khác chi nhân tình là bỗng rồi bao chi nữa. Em bậy quá em ơi. Cái này sao? Tác giả muốn ca ngợi tình huynh đệ thôi. Không còn anh ơi. Bậy bậy bạ không à? Em nói nghe thôi mà anh giấu diễm chi rửa. Gì? Đừng có giấu. Sao vậy? Trời ơi bây giờ là nhiều người biết lắm rồi. Mà em cũng biết mà chị hai em cũng biết rồi. Biết gì? Anh bỗng. Trời đất ơi. Ai nói? Em nói. Trời đất ơi. Thôi mà, anh nói là bỗng có tài lắm, lo chi, sống thoải mái đi. Thôi, em khùng quá, em đi, em đi về đi. Hương Giang ơi, sáng sớm mà biến đâu mất rồi con. Ôi chết rồi. Đi về, đi về. Mà em kêu em, anh nhớ nha, về giùm em đi nha. Đi về đi, dạ, mệt quá, chỗ này khùng hay sao? Vậy? Anh ơi, chống nạnh chi rửa. Sao vậy? Sống thiệt đi anh ơi. Gồng quá hẳn gậy đôi bây giờ đó anh. Thôi, đi về nghe em bạn. Ôi vậy? Thôi, coi nó khùng quá trời, mà nó không tôi nó giỏi tôi được rồi. Tự nhiên nó mình bóng nữa. Có gì thêm bóng không? Bài. Ta thẳng bằng mà bóng. Trời ơi đối đã rồi ai cũng nói tưởng mình bóng đó nè. Mà nhiều khi ai nói bóng có lợi rồi nha. Tưởng bóng nó hung cái giỏi đến cái. Thôi kệ ai muốn nghĩ sao nghĩ, miễn có là thôi. Ê, miễn không có là thôi. Đây coi coi. Để nghe nhạc bài nào ở đây. Anh biết em đi chẳng trở về, dòng ngang liệu khuất với sương tre. Em đừng quay lại nhìn anh nữa. Ủa, dạ. Ủa. Chào cậu. Dạ bác. Tôi xin tự giới thiệu. Dạ. Tôi là hàng xóm của cậu. Dạ, ở kế bên nhà. Để tôi nói tiếp. Dạ. Tôi tên là Hồng Hà.
Mà coi như tôi vào quốc tịch rồi, tôi đổi tên Mỹ cho nó dễ kêu. Dạ. Đấy, coi như Hồng Hà thì tôi đổi là Pink River. Hồng là Pink mà Hà là dòng sông là River. Cho nên bây giờ cậu cứ gọi tôi là bác Pink cho nó dễ gọi. Dạ, con chào bác Pink. Không, Pink. Dạ, Pink. Chứ cậu cũng nói pin pin, người ta tưởng tôi là cục pin. Dạ. Cậu, dạ, cho tôi hỏi cắp một câu ngắn rồi tôi về liền cậu nhá. Dạ, dạ. Thế cái con Hương Giang nhà tôi đấy, con gái tôi đấy, sáng giờ nó sang nhà cậu đó, nó có đu sấm thình cái gì không cậu? Dạ, dạ, Hương Giang có mới qua đây nè bác. Vâng, con gái tôi đấy. Dạ, không có gì hết á, cậu chỉ kêu con cởi quần áo của coi à. Hả? À, không, 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 y cậu muốn cậu học về cơ thể học. Đúng nên rồi. Muốn vẽ một người thanh niên về cơ thể học của bác. Việc học rồi con nó. Nói thôi cổ cứ về đi, con vẽ cho dùng cho cổ cho. À thế rồi à? Sau đó thì cổ cho con. Không không không, xong rồi cổ về. À thế à? Chị sang đòi cởi đồ rồi về à? Dạ. Yeah. Cậu cậu nói không đúng sự thật nhá. Tôi nói cậu nghe này, cái con Hương Giang đấy, tôi đẻ nó ra. Yeah. Tôi biết nó ghê gớm lắm. Cái con bé ấy coi thế mà nó trẻ người non dạ lắm cậu ạ. Ủa sao bác? Nhiều khi nó hành động hết sức sai lầm cậu ơi. Ủa, có gì đâu sai đâu bác. Đây tôi dẫn chứng đây. Yeah. Khi mà tôi vừa mới bước vào nhà cậu đây. Yeah. Tôi nghe rõ ràng có tiếng hát đúng không? À không có đâu bác. Tại con vừa vẽ con vừa hát á bác. Con vừa vẽ con vừa hát. Không. Yeah. Đây không phải giọng cậu. Yeah. Giọng không phải giọng cậu. Giọng của Vũ Khanh. Đúng chưa? Tôi nghe rõ ràng giọng Vũ Khanh. Yeah. Vũ Khanh hát như thế này này. Anh biết em đi chẳng trở về. Hay quá. Ba ca tầng nhạc sử dụng cổ hay quá. Tôi nói cái đấy mới đặc biệt nhá. Ủa, sao coi như là người ta vừa dùng như là coi như là tân nhạc mà kết hợp với lại ngũ cung, cái đấy mới đặc biệt chứ lại. Ủa ngũ cung là sao bác? Đây này, tân nhạc là đồ rê mi fa son la si. Dạ. Ngũ cung là họ sử sang xê cống. Hai cái kết hợp với nhau nghe thế nó mới đứt ruột cậu ơi. Ồ vậy hay nghe quá bác. Thuần Việt Nam. Ủa, bác vậy trong cái cuốn băng này nó có cậu nha, cháy nhà loài mặt chuột nhá. Dạ. Cậu hỏi là trong cuốn băng này có cái những cái bài nào, có nghĩa đây không phải là cuốn băng của cậu đúng chưa, mà là của con Hương Giang nhà tôi, nó ăn cắp của tôi, nó sang nó cho cậu đúng chưa. Dạ dạ, con đâu có lấy đâu, con bắt con lấy đó bác, bắt con lấy. Trời để con có cảm hứng. Cảm hứng cái gì cậu, cái này băng của tôi, băng quan trọng của tôi mà, con này tôi phải tôi giết nó, tôi giết bác, nó. Bác con xin phép con hỏi cuốn băng này có gì quan trọng mà bắt đầu giết giết đó. Trời, cậu ơi, tôi nói cậu nghe này, cuốn băng này đó nó quý giá với tôi lắm. Dạ. Đây là kỷ niệm cả một cuộc tình oan trái cậu ạ. Chà, cô tình của bác hả? Không. Của ai bác? Của mẹ tôi. Cậu biết không, ngày xưa đấy, mẹ tôi đẹp lắm cậu ơi. Mẹ tôi đẹp não nùng, đẹp nhất dạng là không có ai bì kịp hết cậu ơi. Vậy hả bác? Đẹp vô cùng cậu ạ. Ồ, vậy thì bác không giống mẹ giống ba hả? Không, con cái bác giống mẹ bác. Đấy, tôi nói tiếp cậu nghe, mẹ tôi đẹp lắm. Yeah. Mà cái thời xưa con gái đẹp thì biết bao nhiêu giai làng dòm ngó cậu. Yeah. Dập dìu thế này này. Mà coi như mẹ tôi khép kín cửa phòng the, không chịu ai cả. Chỉ đến khi bố tôi mang cái cuộn băng này này. Yeah. Tặng mẹ tôi. Và chỉ hát một câu trong cuộn băng này thôi mà mẹ tôi banh cửa mời bố tôi vào ngay. Trời ơi, câu gì thôi mà banh cửa là mời vô vậy bác? Mẹ bố tôi hát liền một câu. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Hay quá. Bao nhiêu. Bác hay thiệt á. Cậu cắt đứt dòng tư tưởng của tôi đấy. Không bác, chỉ có cần có một câu đó thôi là dính luôn hả bác? Cần có một câu đó là dính ngay xong rồi cưới ngay. Xong rồi có những đẻ ra tôi rồi dọn vào trong miền Nam ở căn nhà ngoài ô có hoa thơm trái hiền liền. Trời ơi, ủa vậy cô thấy hạnh phúc quá, đâu có gì của bạn trai đâu. Hạnh phúc lắm cậu ơi, hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc như thế cho đến khi có một người thứ ba xuất hiện. Rồi, bởi vậy tình yêu mà có người thứ ba xuất hiện là dễ đổ vỡ lắm. Vâng. Ai vậy bác? Thủy. Thủy nào bác? Con Thủy bán quán ở cuối làng. Từ ngày mà bố tôi gặp được cô Thủy đó, bố tôi ra ngẩn vào ngơ. Bố tôi không còn để ý gì đến mẹ tôi cả. Mà suốt ngày bố tôi cứ gào lên. Thủy ơi và tình ơi. Ủa làm sao bác? Làm sao bác? Đừng bao giờ anh hỏi. Hả? Vì sao ta yêu nhau? Vì sao môi anh nóng? Vì sao tay anh lạnh? Vì sao thân anh run? Vì sao chân không vớm? Vì sao và vì sao? Trời ơi!
Có vậy cũng hỏi gì sao nữa. Thì yêu nhiều quá nó ốm, ôm nhiều quá nó yếu quá. Đấy. Yêu nhiều quá thì chứ nó rung thôi, có đâu hỏi. Thì đấy cậu ơi, bố tôi yêu như thế đấy. Dạ bác. Bố tôi yêu như thế đấy, xong rồi bố tôi dọn hết quần áo. Bố tôi giận cô Thủy đó, đi mất tiêu. Bỏ lại mẹ con tôi thế này này. Đơn côi trong căn nhà trống vắng. Bỏ đi rồi đấy. Mẹ tôi buồn lắm cậu ạ. Mẹ tôi cứ ra ngẩn vào ngơ thế này rồi cứ đứng cửa sổ ngóng bố tôi. Mà cậu biết rồi, ngày xưa mà tôi còn bé lắm, tôi có biết thế nào là tình yêu đâu. Tôi thấy mẹ tôi buồn thì tôi cũng buồn, mà thấy mẹ tôi khóc thì tôi cũng khóc theo. Cho đến một hôm, cái ngày hôm đấy nó mưa kinh khủng lắm cậu ạ, mưa rầm rề cả ngày. Mẹ tôi cứ đứng trước cửa sổ thế này này, rồi ngóng về cuối làng. Thế tôi mới chạy tới hỏi, mẹ, thế bố đi thì chừng nào bố mới về? Mẹ tôi không trả lời. Mẹ tôi nhìn về cuối làng rồi thỉnh thoảng lại hát. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ. Rồi sao nữa bác? Sau đó thì mẹ tôi ốm nặng. Ồ, vậy bố, tụi mày bắt gái với bác ha? Bố tôi hay tin. Bố tôi về xin phép vào thăm mà mẹ tôi không cho gặp mặt. Không cho vô thăm luôn hả bác? Không. Tội nghiệp bác trai quá ha. Sao lại tội nghiệp? Cậu thế là không hiểu tí gì về tình yêu rồi. Tình yêu nó kinh khủng lắm. Tình yêu nó như lưỡi dao. Tình yêu nó như mũi nhọn đấy cậu ạ. Trời ơi, tình yêu nó không thể giải thích được. Mà có điều quan trọng là những ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên mới kinh chứ lại. Trời ơi. Trời ơi cậu ơi. Mẹ tôi không muốn gặp mặt bố tôi vì là mẹ tôi còn yêu bố tôi, cậu biết không? À. Đấy, cái hồi đấy tôi bé lắm cậu ơi. Yeah. Tôi còn nhớ rõ ràng cái hình ảnh nhé. Coi như mẹ tôi này này, nằm ốm liệt ở trong nhà. Bố tôi tới trước cửa mà không dám bước vào thăm. Hôm ấy, lần đầu tiên, tôi thấy bố tôi khóc. Rồi bố tôi ôm tôi vào lòng và nói, bố còn nợ mẹ con nhiều lắm. Sau đó thì mẹ tôi mất. Chiều nào bố con tôi cũng ngồi trước mộ mẹ tôi. Tôi nghĩ chắc lúc đó bà mới cho ông gặp mặt. Đấy, cái cuốn băng đấy nó theo tôi mấy chục năm trời. Tôi thuộc từng lời trong đấy. Thế mà sao bác? Thế mà cái con Hương Giang nhà tôi, trời ơi, nó không biết gì hết mà nó xà, nó lấy nó tặng cho Dài. Tôi về tôi giết nó, bà đừng có giết. Sao? Cô nghĩ là chắc Hương Giang không hiểu rõ câu chuyện nữa bác. Sao lại không hiểu rõ? Không, cô nghĩ cái này không phải tại Hương Giang đâu, là tại con cậu có cảm hứng con vẽ. Tôi nói cậu nghe, cậu đừng có đánh giá là tôi dữ dằn gì hết. Dạ. Mà tôi nói cậu nghe, cái con Ninh Kiều mà nó biết nó cũng còn giết con Hương Giang chết chứ đừng có nói. Ủa? Ninh Kiều nào nữa bác? Ninh Kiều là con gái lớn của tôi, còn Hương Giang là út. Nhà bác ngộ quá. Sao? Tên của ba cái dòng sông.
Ninh Kiều, Hương Giang rồi Hồng Hà. Đại diện cho Bắc Trung Nam. Tôi nói cậu nghe này. Dạ. Tôi kể cho nghe vui, cậu cười có duyên tôi kể cho nghe. Dạ. Coi như là tôi á. Dạ. Tôi đẻ ngoài Bắc. Thành ra bố mẹ tôi đặt tôi là Hồng Hà. Vậy hả bác? Dòng sông ngoài Bắc. Dạ. Thế tôi vào Nam, tôi mới gặp một ông người Nam. Dạ. Tôi đẻ một đứa con gái, tôi mới tính lấy một dòng sông miền Nam đặt cho cháu. À, dòng sông miền Nam mình có sông Cửu Long bác, sông Cửu Long. Biết rồi, nhưng mà Long nghe nó men quá. Dạ. Tôi không đặt. Dạ. Tôi nghĩ hoài mà đặt cho cháu nó là Ninh Kiều cho nó mềm mại. Không bác, Ninh Kiều là bến Ninh Kiều. Biết bến rồi. Ninh Kiều Cần Thơ á. Tôi biết rồi, nhưng mà bến hay là sông dầm gì nó có tí nước trong đó. Được rồi con, tôi mà làm gì còn phải có ý kiến gì vậy. Tôi muốn đặt tên gì tôi đặt chơi hay làm sao phải có ý kiến làm gì. Dạ. Không không, Ninh Kiều nó quá đẹp luôn. Quá đẹp. Dạ. Nhưng mà cái tên Kiều thì nó vận vào đời con bé cậu ạ. Ủa sao vậy bác? Năm nay cháu nó 40 mấy tuổi rồi mà chưa có nụ hôn một người đàn ông nào cậu ơi. Trời ơi. Vậy con gái bác có thấy giống người quá. Giống ai? Giống cái cô Susan Boy á. Boy nào? Ở bên Anh thi ca nhạc á, 40 mấy tuổi ca hay lắm mà chưa có một nụ hôn người đàn ông nào trên môi hết. Đấy cậu thấy không? Ca hay mà không có ai hôn thì tiếc thật đấy chứ. Dạ. Phải yêu cậu, đời là phải yêu cậu ơi. Dạ bác. Dạ. Đấy rồi bây giờ coi như là nó còn đòi nó ở vậy, nó nuôi tôi nó mới sốt chứ lại. Trời ơi, tội nghiệp vậy bác. Ừ, tội lắm. Ủa, ngồi vậy bác. Vậy thì ra Ninh Kiều là chị của Hương Giang. Chị Hương Giang. Mà Hương Giang là em của Ninh Kiều. Ủa sao ngộ vậy? Sao bác vô lấy chồng người Nam? Ừ. Rồi Ninh Kiều người Nam. Ủa sao tự nhiên Hương Giang nói giọng Huế? Thì tại bố con Hương Giang nó người Huế. À, tại bố Hương Giang nó người Huế. Vâng. Nên Hương Giang nói giọng Huế. Vâng. Còn bố của Hương... Ủa sao kỳ vậy bác? Sao? Bác mới nói con cho chồng bác là người Nam mà. Ba của Ninh Kiều là người Nam. Thì ba của Ninh Kiều người Nam mà bố con Hương Giang người Huế. À, tại vì ba Hương Giang là người Huế mà bố của Ninh Kiều là người Nam. Ba... Là tại vì hai ông khác nhau. Hả? Trời ơi, bác vậy mà hai chồng. Hey, cậu ơi. Tôi thì thật sự đây này nói nè, tôi chỉ có một đời chồng chính thức thôi. Còn cái đời đầu, đời bố con Ninh Kiều là lại giang dở. Đấy là sầu lẻ bóng bột đi cậu. À, tại gian dở. Vâng. Ủa sao trời ơi sao kỳ vậy bác. Hả? Gian dở sao có con? Tại deposit trước. Trời ơi gặp thứ thiệt rồi trời. Yêu quá nó vậy đó cậu. Trời ơi bác phút cho tới dữ rồi. Đấy xong rồi coi như gian dở tôi buồn quá. Tôi mới bế cái cháu Ninh Kiều tôi ra Huế. Tôi sống cuộc sống single mom. Trời ơi thời đó có single mom đâu bác. Ơ hay thời nào mà chẳng có single mom. Ham vui là single mom cậu ơi. Trời ơi. Nhưng mà này, ngày xưa single mom khổ lắm cậu. Yeah, tự phải nuôi thân chứ, còn bây giờ single mom có chính phủ nuôi rồi. Đó, cứ tha hồ mà single mom. Trời, bác cũng dữ nha. Đấy. Bác sanh mỗi đứa con. Đấy. Đặt tên là mỗi miền. Vâng. Bắc Trung Nam có hết. Có hết. Bác đừng nói con nay mai bác có đứa ở dòng sông Mississippi nha. Cậu, không, tôi lớn tuổi cậu cứ đùa cái kiểu đấy, tôi không bằng lòng đâu nhá. Xin lỗi cậu. Mà 2 năm về trước thì còn có khả năng chứ, bây giờ hết sức khỏe rồi. Trời. Trời ơi, gặp thứ dữ rồi trời. Giữ cái gì? Đấy xong tôi mới ra ngoài Huế. Yeah. Tôi gặp bố con Hương Giang. Yeah. Thì mới đầu cũng con Giang cũng khổ lắm cậu ơi. Cũng sầu lẻ bóng hai đấy cậu. Yeah, bác. Vì bố con Hương Giang là giai tân mà lại thua tôi 7 tuổi. Trời. Nhưng mà sau đó rồi yêu quá rồi cũng cưới luôn. Thành ra bố nó là buy one get one free. Trời ơi. Bác hồi xưa cũng dữ lắm mà. Trời ơi dữ lắm cậu ơi. Đấy, yeah. Đấy tôi kể hết cho cậu nghe rồi nhá. Yeah. Đời mẹ tôi cũng kể rồi nhá. Con hiểu hết rồi. Rồi đời tôi cũng kể rồi nhá. Yeah. Các con tôi là cậu cũng biết hết rồi nhá. Yeah. Cậu hết xong xuôi rồi. Dạ yeah, dạ xong rồi bác. Thế tại sao con hiểu rõ lắm. Vẫn cứ trơ mặt ra đấy. Rất trơ. Ôi sao trơ bác. Trời ơi tôi nói như thế có nghĩa là cái cuốn băng này nó rất quan trọng với đời tôi. Tại sao nãy giờ cậu chưa đưa ra. Giả tôi ngay mau. Giá đây. Ủa bác vẫn không quên hả? Giá sao quên được? Trời bác nhớ dai quá trời. Nói mà không trả lại bác. Đây cho tôi. Có chút xíu muốn tìm cảm hứng bác cũng đòi. Bác. Rồi ôi, con bằng yêu quý của tôi. Cậu, tôi nói cậu nghe nhé. Dạ. Yeah. Tôi yêu con bằng này lắm. Yeah. Mà không ai yêu âm nhạc như tôi nhé. Sao bác? Tôi yêu con bằng, tôi yêu nhạc này, tôi yêu luôn tác giả cậu ơi. Trời ơi. Thật lãng mạn chứ gì lắm, hả? Tôi yêu mấy chục năm rồi, chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng mà cái này yêu là yêu đơn phương thôi. Yêu đơn phương thôi. À. Bác biết tác giả này là ai không? Bác yêu vậy? Ôi trời ơi, tôi để trong tim tôi mấy chục năm nay, tại sao tôi không biết được? Ai? Anh Bạn. Vậy? Bác yêu anh Bạn? Thôi, cậu trời ơi. Thôi. Sao cậu nói lớn thế? Trời ơi, vợ con người ta nghe được thì chết tôi. Dạ, không, đâu cần nghe đâu. Không nghe. Ông nghe. Hả? Cái gì? Cậu? Ông ngồi kìa. Đâu đi?
Ông ơi, đừng có bắt cỡ. Đây, 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 đây. Ô, quên, đằng này nè. Đây, 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 ra chào. Ôi, thôi, chết rồi, thôi, đừng có bắt cỡ, sẵn dịp luôn. Cậu còn có mặt tôi còn tươi không? Còn được lắm. Son, son còn không? Còn. Tôi ra nhé. Trời ơi, con gần. Ôi, giời đất ơi, thôi, chết rồi. Cái gì, ra chào đi. Cái nụ cười đứt ruột đi cậu. Ôi giời, mà lần nữa nó còn quá trời. Vâng ạ, à, tôi nói gì giờ cậu? Thì ra thăm hỏi bác đi. Dạ, tôi run quá cậu ơi. Run cái gì? Dạ. Úi giời. Dạ. Em chào bác ạ. À. Rồi, vâng, ê, vâng. Ơi, em cứ tưởng nghệ sĩ là phải ngầu ngầu, tóc tóc chỉa lên chứ mà em nhìn bác phém mì lì men quá. Hợp với tôi đấy cậu. Hợp. Dạ, em thật sự em run quá, em không biết nói gì hết. Thì thôi thì em chỉ xin bác là khi nào mà bác có sáng tác mới thì bác copy cho em một đĩa nhá. Vậy? Trời đất ơi, bất cảm tình. Chứ người ta sáng tác nhạc phải mua ủng hộ người ta. Tôi run quá, tôi run quá. Vâng, thế thì bác có sáng tác mới thì em mua 2 đĩa. Em nghe 1 đĩa và em để dành 1 đĩa. Lại cười với tôi. Thôi nhá, vâng. Thôi thì em không biết nói gì hơn là em xin chúc bác thật nhiều sức khỏe ạ. Để sáng tác thật nhiều bài hay cho chúng em nghe, cho chúng em khuây khỏa cuộc đời chúng em, đúng không bà con? Đúng. Thôi em chào bác ạ. Chị chào nó chút xíu đi rồi. Trời ơi, hay quá, thôi được rồi. Được rồi, tôi cảm ơn cậu nhé. Tôi thấy thế là tôi mãn nguyện lắm rồi, tôi chào cậu nhé. Thôi, see you. Trời ơi, có bà chỉ nhảnh thấy thương không kìa trời. Trời ơi, già mà còn mắc cỡ. Rồi, bây giờ người ta nói đúng không? Người ta già cỡ nào mà yêu lại là nó trẻ à. Trời, bác sướng ghê nha. Con cũng sĩ mà còn ế quá thôi. Mai mốt chắc con làm nhạc sĩ quá. Thôi, chúc bác khỏe mạnh nha bác. Dạ. Trời ơi, không phải bây giờ vẽ tiếp. Để tìm cảm hứng lại. Các con ơi, hôm nay là ngày tuyệt vời của mẹ. Mẹ vừa gặp được người trong mộng, mà lại còn đòi được cuốn băng quý giá về nhà nữa con ạ. Anh à. Cái gì nữa vậy, cứ phá hoài. Dạ, em chào anh. Dũng Nam, Ninh Kiều phải không? Chào Ninh Kiều. Dạ, ủa sao anh biết tên em vậy? Hồi nãy má của Ninh Kiều mới qua đây giới thiệu cho anh biết về Ninh Kiều nè. Ồ dạ hả. 40 mấy tuổi mà chưa có chồng, chưa có nụ hôn nào trên môi hết á. Trời ơi, má em nói vậy ta nghe ta cười chết. Đâu cười đâu. Dạ. Mà nhà Ninh Kiều ngộ nha. Dạ sao anh? Tên thì tên 3 dòng sông Bắc Trung Nam khác nhau hết á. Dạ. Mà đặc biệt có một khuôn mặt à. Dạ, ai cũng lộn vậy hết á anh. Ừ. Trừ khi mà nói chuyện ra thì mới nhận ra nhau thôi. Thí dụ như bây giờ mà em nói dạ, Hương Giang xin chào anh. Cô Hương Giang. Dạ, Hương dạ, Giang. Đúng rồi. À. Còn bây giờ mà em nói, tao giết mày chết đấy. Bác Hồng Hà. Dạ. Còn nếu bây giờ em nói tiếng giống duyên dày, có nghĩa em là... À là... Ninh Kiều. Dạ. Anh biết không, bị sáng giờ em thấy nhà em lộn xộn quá. Hương Giang thì nó mang qua đây cho anh mượn. Nó phá anh nguyên buổi sáng ngày hôm nay đấy em. Dạ. Xong rồi má em qua lớn tiếng đòi lại. Bác làm rần rần sáng giờ đòi giết tới chứ tôi đi. Má em vậy thôi chứ tính tình hiền lắm anh. Em thấy vậy kỳ cục quá, em mới đại diện gia đình em qua đây nè. Bây giờ em đứng đây đó. Bây giờ thôi thì em biết anh giận dữ lắm phải không? Khó chịu lắm em. Dạ. Bây giờ em đứng đây nè, anh muốn làm em gì thì anh làm, mà anh muốn nói gì thì em nói cho anh hãi giận đi anh. Trời ơi, muốn nói muốn làm lắm mà muốn nói lắm phải không? Dạ, anh muốn nói gì cũng được hết anh. Nói à? Dạ. Cứ dạ hoài ai chịu nổi chờ. Trời ơi, còn nếu như anh nói không được thì thôi anh la không được, anh la sao cũng được, em cũng nghe hết á. Gì? Dạ, cho anh bớt giận. La luôn hả? Dạ. Dạ nữa trời. Thì sao tôi biết nói gì đâu. Nói anh cũng không nói mà la anh cũng không la. Thôi em đi về rồi bữa khác em qua cho anh la nha. Khoan đã. Cô nét lắm á. Em mà nét gì anh?
Em chắc nét già. Không có đâu. Kiều già thôi cũng già vậy. Kiều bốn mấy, tôi cũng gần 50 rồi chứ bộ. Mà cũng chưa biết con gái là gì hết á. Dạ, cái đó thì em biết anh. Hả? Ủa sao em biết? Bị Hương Giang nó nói vòng vòng hết cả khu này. Trời đất ơi, cái chỗ này thiệt tình trời, nó khùng quá sao vậy trời. Đi đâu quảng cáo anh bóng mà. Anh xin lỗi với em nha. Anh thẳng à. Anh thẳng đàng hoàng rồi nha. Nhưng mà tại vì anh nói thiệt với em, tại vì sở dĩ bây giờ này anh chưa có vợ là tại sao? Anh lo thân anh lo còn chưa xong nữa. Mà bây giờ mình yêu người nào mình phải thương, mình lấy người đó. Mà lấy về lo người ta không xong lấy chi? Bây giờ chính vì vậy tôi mới không cưới vợ á. Trời anh ơi, anh đừng suy nghĩ như vậy. Trời, khi mà yêu nhau là hai người cưới nhau về cùng chia ngọt sẻ bùi, chứ đâu bắt trách nhiệm một mình anh đâu, anh lo. Thôi đi Kiều ơi, đó là lý thuyết thôi. Ở cái xứ này no money, no honey đó. Không, em nghĩ là phải chia nhau, chia sẻ với nhau hết à. Trời, Kiều nói hay quá, cỡ như Kiều dám lấy tôi không? Dám chứ anh. Cái gì? Nó lộn không? Dạ không anh ơi. Muốn lấy không? Dạ không có, em nói anh nghe nè. Trời ơi, em nói bậy bạ quá, không có ý vậy nè. Em qua đây em làm cho anh bớt giận. Cái em nói tầm bậy tầm bạ làm cho anh giận thêm. Chứ thực sự ra trong lòng em biết là con Hương Giang anh. Nó nói tầm bậy, em không bao giờ em tin lời Hương Giang hết á. Vì chiều nay em cũng đứng trên cửa sổ em nhìn em thấy anh vẽ. Em thấy anh vẽ em biết là Hương Giang nó đồn tầm bậy tầm bạ thôi à. Em nấu cơm xong là em đứng trên lầu em nhìn anh vẽ không à. Em buổi chiều nào cũng đứng cửa sổ nhìn tôi vẽ nè. Vậy là vô để ý mi. Không có nữa. Ý em phải nói vậy mà ý là em dạ thôi em về em nấu cơm anh ơi. Khoan kêu. Cho anh vẽ Kiều nha. Anh nói thiệt với Kiều á, Kiều là cái hình ảnh mà anh tìm lâu lắm rồi, mãi tới ngày hôm nay mới gặp. Anh cảm ơn em nha. Kiều ơi, hả? Bây giờ anh quyết định rồi. Quyết định gì anh? Kiều đứng đây nha. Anh vô anh mời má Kiều ra. Đừng anh. Sao vậy? Anh ơi, em mà đứng đây má em ra không được đâu anh ơi. Ủa sao vậy? Em vô má em mới ra được. Thôi chào cho em vô. Mày đứng lại đó. Làm gì vậy? Sao tự nhiên đi hoài vậy? Nè, nghe tao hỏi. Sao? Tại sao tôi đi học bị không điểm mà về mày mét ba? Bởi vì đó là sự thật. Sự thật hả? Hãy đỡ. Yeah. Nè, sao mày mét ổng á? Rồi ổng biết ổng đánh tao sao? Bởi vì đó là sự thật. Sự thật hả? Hãy đỡ. Yeah. Ông đánh tao rồi ổng đuổi tao đi khỏi nhà sao mày? Bởi vì đó cũng là sự thật. Yeah. Ôi da. Ủa sao quýnh ở trên, quýnh dưới sao cha nội? Quýnh dưới được không? Anh cũng vậy sao? Sao? Anh nghĩ sao mà cũng mét ba, tôi thì không điểm anh mét ba sao? Vì đó là sự thật. Xạo chứ ổng. Yeah. Yeah. Con chào ba. Xạo hả? Xạo hả? Sao? Cái gì vậy? Cái gì cái gì? Mày nghĩ sao mày đem ra ba mày hù tao hả? Hả? Tao nói cho mày biết, kể từ ngày hôm nay tao tuyên bố tao không sợ ai bất cứ chữ cõi đời này hết. Hay quá, hay quá. Ừ. Ba hả? Ba là cái gì? Ba là cái đinh gì tao phải sợ chứ? Hả? Đừng nói bậy nha, ba ra ba nghe cái chết luôn á nha. Mày đừng có hù tao giống hồi nãy nha mày. Thôi em chỉ nói là ba nghe là chết á. Chết cái gì? Ba ra nói thiệt mày, ông ra tao quất ông luôn á. Tao
ba đánh đầu con. Mày mất dạy mày cha mày, mày đồ quất luôn á mày. Dạ đâu có đâu. Học thì ngu như con bò ăn đồ quýnh lộn hoài. Năm nay mày học lớp mấy mày? Dạ lớp 4. Thằng này học lớp mấy? Dạ lớp 6. Tại sao thằng em học lớp 6 mà thằng anh mới học có lớp 4 mà? Dạ tại vì con thương thầy nhớ lớp. Xạo 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 mày thương thầy nhớ lớp. Học vốn nói đại học vốn cho rồi thương thầy nhớ lớp. Mà hai thằng, thằng học lớp 6, thằng học lớp 4, cô cho bài tập về nhà cả làm không biết làm, mà nhờ lớp 8, lớp 9 người ta chỉ lanh chanh đi, nhờ lớp 3 chỉ là sao? Ủa gì con học lớp 6 hả ba? Tao không có nói mày, tao nói cái người chỉ bài cho tụi bay mới học có lớp 3 thôi. Ủa ai vậy ba? Tao á. Trời ơi, tao nghĩ sao vậy? Tao lớp 3 mà đi mà chỉ lớp 4, lớp 6 là sao? Không, tao học lớp 3, ai biểu tụi bay hỏi nữa, tao phải chỉ, đó là vấn đề sĩ diện mà. Nhưng mà tao sống lâu, tao có kinh nghiệm, vừa rồi mày học cái gì mà cô mày la, mày nói tao nghe coi. Dạ, con đang ngồi trong lớp á, cô giáo chỉ mà con hỏi ai là người ăn cắp cái nỏ thần của An Dương Dương. Tại sao mày đi ăn cắp cái nỏ của người ta? Nhà mình có cái ná, mày đi ăn cắp cái nỏ làm chi? Mày đem cái nỏ mày trả cho ông Dương liền ăn, tao quýnh chết cha mày à. Ba, con biết người lấy ba. Mày biết người lấy, tại sao mày không nói để cô giáo nghi ngờ anh mày lấy cái nỏ? Không phải, người lấy cắp cái nỏ thần của anh như là Trọng Thủy. À, Trọng Thủy. Dạ. Nhà Trọng Thủy ở đâu? Đi ba. Để mai tao dẫn cô giáo anh mày tới đi Minh Quang cho anh mày, chứ nhà tao có nghèo chứ đâu có cho con đi ăn cắp ăn trộm mày. Trời ơi ba ơi, ba sao trời vậy? Trời ơi ba ơi, Trọng Thủy là một nhân vật lịch sử có từ mấy ngàn năm trước lận. Mày đừng có xạo, mấy ngàn năm sao tao đẻ trước mày tao không biết. À. Tao không biết con tao sẽ biết, cô mày hỏi tao leo. Còn mày, mày học cái gì mà cô mày la, mày nói tao nghe coi. Dạ con đang ngồi trong lớp á, cái cô giáo nói con là hỏi con là lịch sử, nói là vì anh hùng dân tộc nào sau khi đánh đuổi giặc Ân, ông bèn cởi ngựa bay về trời. Con trả lời ai? Con không biết. Ngu. Câu này dễ ợt mà không biết. Chứ bà biết không? Câu này người ta hỏi mánh thôi chứ trong câu hỏi có câu trả lời rồi. Ủa ai vậy bác? Sau khi đánh đuổi giặc Ân, ông bèn lên ngựa. Ông tên là ông bèn đó. Trời nói rõ ràng tên ông bèn chứ nói tên ông nội mày ha, mày lưỡng lự. Cái gì vậy ba? Cô đọc cái sách kia nói là viết là sau khi đánh đuổi giặc Ân, ông liền cởi ngựa bay về trời. Không lẽ ông này tên Liền? Ai cũng có cái tên thường gọi với cái tên ông khai sinh. Là sao? Như tên tao trong khai sinh là Nguyễn Văn Rớt. Dạ. Mà bà nội mày hay kêu là thằng Lụm. Ủa sao kỳ vậy? Bà lỡ bà đặt tên Rớt, bà kêu tên Lụm, bà gỡ chút đỉnh vậy đó. À. Thì ông này cũng vậy, tên Bèn là tên trong khai sinh, mà tên Liền là nickname của ổng. Ủa ba. Cái thời đó mà còn chát chít Yahoo.com rồi hả ba? Mày giỏi cãi mà mày biết ai mà cãi mày? Trời, con hỏi bạn con được biết rồi. Ai? Ông đó là ông gánh giống. Ông bán gì mà gánh giống? Ông có bán gì đâu. Trời, ông đó là ông Thánh Giống. Ở Việt Nam mình có ông Thánh Giống hả? Trời ơi. Ba không biết Thánh Giống hả ba? Ba biết hả? Ba biết hả? À, ba biết, chắc là ba biết. Nhưng mà tại vì ba học cho có tới. Thôi bỏ đi. Giờ tao hỏi tụi bay à, tại sao tụi bay đi học mà đem hình tao vô lớp làm gì? Có phải tụi bay muốn khoe nhan sắc của bay, ba bay với cô giáo phải không? Tao quánh chết cha mày, cho mày ói hả mày? Đâu cần ói, tao tự soi gương, tao tự ói mình cũng được mà. Đem hình tao vô lớp làm gì? Dạ, thưa ba, con đem hình ba vô lớp là bởi vì cô giáo muốn biết mặt cái thằng ngu rồi chỉ bài cho con. Mày ngu! Mày nói tên được rồi mày đưa cái hình tao ra làm chi? Hả? Rồi mai mốt tao đi chợ tao gặp bà thì tao lấy cái gì tao đội? Còn mày? Dạ. Đem hình tao vô lớp làm gì? Dạ, ba cho phép con mới dám nói. Nói đi! Dạ, giờ tập làm văn, cô kêu con tả con vật nào mà con yêu thích nhất. Sao mày lấy hình tao mà tả con vậy? Dạ, con khỉ. Mất dạy, cha nó phải tả con khỉ à. Anh hai, anh nói năng gì kỳ vậy? Ba là người sanh cho mình, ba là người nuôi nấng mình. Anh nghĩ sao anh nói tướng ba giống con khỉ? Đó, thấy không, thằng em mày mà nó còn nhận xét hay hơn mày. Ba không giống con khỉ. Đi giống con gì? Ba giống đời ơi. Ê, mày còn khốn nạn hơn thằng anh mày. Đẻ hai đứa con ra, thằng nó tả cha nó con khỉ, thằng nó tả cha nó con đười ươi, trong khi đó em đẹp như con tinh tinh vậy. Ta lộn, ta nóng quá, ta lộn, tinh tinh đít đỏ, đít ba mà trắng nõn mà. Đây nè, không tin mày coi coi nè. Coi đi. Hàng xóm đây nhiều lắm. Bậy lắm nha. Dạ. Thôi chi, ba nói giờ ba có kiến thức đúng không? Đúng vậy. Ba có kiến thức phải không? Con đố ba nè. Đố đi. Giờ con đố ba đó, ông vua nước Pháp Napoleon sanh năm mấy? Ông
này ta biết, ông này ta biết. Ba biết luôn hả? Ông Napoleon này ba biết mà. Ông Napoleon này là chủ hãng rượu phải không? Chứ gì vậy? Ta thấy tên ổng ghi trên chai rượu đó. Trời ơi, ba ơi, ba không có hiểu hết trơn á. Napoleon là vua nước Pháp. Ông nổi tiếng quá, khi ông chết á, người ta lấy tên ông đặt cho hãng rượu, phải hiểu không? Nói chung là ông vua nào nổi tiếng là đặt tên của rượu hết. Là sao? Chẳng như là ông vua Minh Mạng có rượu Minh Mạng nè. Ông vua Càn Long có rượu Càn Long nè. Ông vua Napoleon có rượu Napoleon, thấy không? Nói chung là coi như là ông rượu nào mà nổi tiếng là tên của vua hết. Hay quá con ơi, rượu nào nổi tiếng cũng là tên của vua hả? Cảm ơn con đã cung cấp kiến thức cho ba từ xưa tới giờ. Ba đâu có biết đâu, bây giờ ba biết rồi ba mới hỏi tụi bay về trong lịch sử có ông vua nào tên Chuối Hột không? Ba nấu cha mày xạo hả mày? Mày nói rượu nào nổi tiếng là tên của vua, vậy có ông vua nào tên Gò Đen không mày? Có ông vua nào tên Nếp Mới không mày? Thôi thôi ba ơi, nhỏ bẹt lâu lâu. Ba đừng có đánh trống lảng nữa, ba trả lời đi. Napoleon sinh năm mấy? Mày tới mày hỏi ông Napoleon của tao sinh năm mấy ông biết không? Ông không biết năm sinh tao, tao biết năm sinh ông làm gì? Mày ăn no rồi mày đi lo bao đồng hả? Xin lỗi mày, năm sinh ông nội mày đó mà tao còn chưa nhớ. Mỗi lần tao muốn nhớ tao còn phải chạy ra nghĩa địa tao coi cái bia đó. Ở đó Napoleon biểu tao nhớ năm sinh cái đồ tàu lao. Đi vô, đi vô ngủ, đi vô ngủ. Bạn đâu anh, đi vô, đi vô. Đứng lại, đứng lại. Ha, phải đứng lại để cho ta đố. Chứ bà nói chuyện tầm bậy bạ sao con nghe được. Gì? Bà đố được con luôn hả? Đúng. Bà lớp 3 đố là đố lớp 4, lớp 6 hả? Chơi luôn. Được, đố con đi nghe, con nghe. Đố tụi bay có một ông già đi từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi. Điều đầu tiên ông thấy là thấy cái gì? Thấy cỏ. Sai. Thấy cây. Sai. Thấy mây. Sai. Vậy ông thấy gì? Ông thấy mệt. Kỳ vậy? Ủa ông lên ông thấy mệt. Ba đố vậy là ba đố mẹo. Ba đố vậy là ba đố không có đàng hoàng, không có chính thức. Con không có. Cái gì? Không có phụt. Là sao? Không có phụt đó ba. Phụt là phụt á. À dạ được quá. Nếu mày cảm thấy không phụt, ta sẽ đố mày một câu nữa cho mày tâm phụt và khẩu phụt. Rồi ba đố đi. Đố tụi bay cái nội dung giống như hồi nãy. Có một ông già khác cũng đi từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi. Điều đầu tiên ông thấy là thấy cái gì? Thấy mệt. Sai. Thấy cỏ. Sai. Thấy cây. Sai. Thấy mây. Sai. Chứ ông thấy gì? Ông thấy ông già hồi nãy. Cái gì vậy? Cái gì kỳ vậy? Ông kia tao chưa cho xuống mà. Tao nói ông khác lên. Tại tụi bay không đọc kỹ đề bài. Ba đố vậy là ba đố mèo. Con không có. Đúng rồi. Không phụt. Lại không phụt. Được. Vậy thì ba sẽ đố toán học. Toán học hả ba? À. Con nghe. Rồi. Ba có một bầy trâu, một nửa nửa bầy trâu, hai phần ba, hai phần ba bầy trâu, và ba phần tư, ba phần tư bầy trâu. Mới có nửa câu mà nó nổi sải rồi đó nha. Tao quất nửa câu nữa nó nổi mục nhọt là mày tin không? Lấy 1 phần 2 bầy trâu nhân với 3 cộng 3 phần 4 bầy trâu nhân 4 trừ 6. Rồi lấy cái búa đập loài hai con mắt hỏi tao có mấy con trâu. Hai anh em bay tính đi, tính xong rồi về Biên Hòa ở luôn đi nha. Sau bao nhiêu năm dùi mài kinh sử, em đã có câu trả lời cho ba rồi. Có ai nói gì dưới đâu mà mày xị? Tao đập ở trong mặt mày à. Dạ kính thưa lão tiền bối, tiểu sinh xin trả lời câu hỏi của lão tiền bối như sao chứ hả? Trả lời đi. Thật sự ra trong câu hỏi của Quỳnh có bao nhiêu con trâu vậy hả? Cười con mẹ gì? Mấy con? Tiểu sinh xin trả lời như sau. Nhà đi u sầu bạc chẳng 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 u sinh chẳng chẳng. Tiểu sinh xin trả lời như sau chứ hả? Và ví dụ hoặc chăng chẳng 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 chẳng. Tiểu sinh xin trả lời như sau.
Ta mệt rồi nha. Ê, anh Nhất cười như vậy làm sao trả lời chứ hả? Ê, chắc người ta không cười, mày lấy cái gì mày ăn hả? Ngu như con bò. Vậy thì cứ cười tự nhiên đi hả? Dạ, con ơi. Tiểu sinh. Tiểu sinh. Mày đi ra ngu đứng đó. Nó đang làm vậy mà đứng nó chí. Dạ tiểu sinh. Xin đi tiểu ha. Mất dạy. Mất dạy. Mày biết thì mày nói mày biết, mày không biết mày nói mày không biết. Mày cứ tiểu xin cái mày xin đi toilet là sao mày? Mày không biết sao qua. Mày biết không? Dạ không. Thằng này biết không? Con không biết. Tao biết không? Tao biết không? Tao cũng không biết. Hả? Cái gì vậy? Ai biết tụi mày đâu con tin? Ai biết tụi mày nói tao không có kiến thức cho nên tao vận dụng đầu óc ra tao tìm hiểu một câu đối vô cùng hóc búa chứ tao đâu cần câu trả lời. Con không phục. Bà là sao bà đố vậy chứ? Bà nghĩ sao vậy? Bà nghĩ sao bà không có kiến thức mà bà dạy hai anh em con tầm bảy tầm bạ như vậy? Rồi tụi con không biết, tụi con dạy lại cho con tụi con tầm bảy tầm bạ như vậy. Mày mốt con của con không biết dạy lại cho cháu con tầm bảy tầm bạ như vậy. Đúng. Rồi tóm lại quy gia đình mình là một quy gia đình tầm bụi tầm bậy không? Bà vậy đó tầm bậy tầm bạ là sao được? Bà thấy không? Tụi con vậy là thôi. Thôi hãy câm đi hai thằng con mất dạy. Nở lòng nào bê xí và ba bè. Gì vậy? Cái gì vậy? Tao biết là ngày xưa tao ham chơi, tao cũng lo học hành, cho nên bây giờ tao không có kiến thức để tao dạy con cái của tao. Bởi vì ba mới ráng làm lụng vất vả lo cho tụi bay ăn học. Tại sao tụi bay không lo ăn học? Nếu tụi bay không lo ăn học thì sau này tụi bay cũng không có kiến thức để dạy lại cho con cái của tụi bay. Chắc chắn con cái của tụi bay đâu sẽ xỉ vả tụi bay như tụi bay xỉ vả tao. Trời ơi, có hai đứa con mà kêu trời không thấu, kêu đất không thông. Tôi muốn phải làm sao đây? Tôi muốn phải làm sao đây? Ly về cho Mai Quốc Quỳ. Cái gì vậy ba? Đọc lúc tùm la vậy ba? Ủa, ai biết ta đang kêu trời kêu đất và ta thấy này ta đọc luôn. Con không biết là hai tụi bay chịu khó đi học giùm ba được không? Dạ được. Nếu tụi bay đi học ba cũng sẽ đi học. Ba hứa nha. Phải đi học luôn. Trời ơi, ba lựa một cái môn học này hay lắm con. Con gì vậy ba? Phải tập tạ nha. Trời ơi. Người ta mới dạy nha. Dạ. Con gì vậy ba? Cắm hoa. Cắm gì ghê. Tại sao là như vậy? Phải giỡn chơi cho đi học bổ túc dần quá. Dạ được rồi ba. Để sau này có kiến thức để tụi bay hỏi ba còn câu trả lời chứ. Dạ đúng. Rồi trước khi đi học chào bà con cô bác cái rồi đi ra. Xin quên tất cả quý vị rất nhiều ạ. Tỷ mày